Vâng, Hoàng xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Anh Phát Computer. Và như các bạn đã biết thì vào ngày 23 tháng 4 vừa rồi thì Nvidia họ đã cho ra mắt dòng card đồ họa thế hệ mới của mình mang tên là GTX 1650. Và với việc GTX 1650 ra mắt là nó để thay thế cho những chiếc card đồ họa thế hệ cũ của họ như là GTX 1050 và GTX 1050 Ti. Tuy nhiên với cá nhân mình nhận thấy cái việc mà GTX 1650 đã được ra mắt là để cho Nvidia họ có thể cạnh tranh trực tiếp được với lại AMD. Khi mà trong cái thời gian vừa qua thì Radeon RX 570 và Radeon RX 580 được bán rất là chạy tại Anh Phát nói chung cũng như là một số những cái đại lý bán lẻ khác nói riêng. Vậy thì cái việc mà GTX 1650 nó được ra mắt thì cái hiệu năng của nó có thể đánh bại được con Radeon RX 580 hay là không? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ so sánh hai chiếc card đồ họa này để cho anh em có cái nhìn rõ nhất về mặt hiệu năng cũng như là dành cho những ai đang băn khoăn không biết nên chọn giữa Radeon RX 580 hay là GTX 1650 thì chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu trong cái bài so sánh này nhé. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì mình có một số những cái lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn, đó chính là với GTX 1650 và Radeon RX 580 thì mình sẽ chọn nó của một cái nhà sản xuất OEM cũng khá nổi tiếng, đó chính là Asus, với phiên bản Duo, tức là phiên bản 2 fan. Và với cái cấu hình mà bọn mình đem ra test, chúng ta sẽ có con i3-8100, rồi chúng ta sẽ có mainboard B360G Gaming, và cuối cùng đó chính là RAM Corsair LP8 với dung lượng là 8GB 2666MHz. Và nếu như anh em đang thắc mắc không biết là cái cấu hình đó mình lấy ra ở đâu thì nó đang nằm ở trên bộ PCIe Asus Apex Legends Ultra, thì mình sẽ hẹn các bạn cái video đánh giá chi tiết về cái bộ PCIe Asus Apex Legends Ultra đó ở trong một cái video sau. Các bạn có thể theo dõi bằng cách đó chính là ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube, và đặc biệt là sau cái video ngày hôm nay thôi thì chúng ta sẽ có cái video đánh giá chi tiết bộ PCAP đó. Và quay trở lại một chút với cái vấn đề chính, thì trong quá trình khi bọn mình test thì bọn mình sẽ sử dụng một cái bộ cây có tên là vỏ cây Aza, và cái nhiệt độ trong phòng lúc này nó đang rơi vào khoảng độ từ 28 cho tới 29 độ C, cũng như là mình sẽ update hai chiếc card đồ họa này nó lên một cái phiên bản driver mới nhất để cho nó có một cái tính công bằng, gọi là chính xác nhất có thể. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài so sánh chi tiết giữa Radeon RX 580 và GTX 1650 nhé. Về mặt thiết kế thì mình đánh giá cao con Radeon RX 580 hơn so với chiếc GTX 1650. Mặc dù cái chiếc card đồ họa này đều là phiên bản Duo của Asus, nhưng mà kích thước tổng thể của RX 580 nó được làm hoàn thiện chăm chút và tỉ mỉ hơn khá là nhiều. Từ phần fan quạt, nó thiết kế với công nghệ không decibel của Asus cho khả năng tản nhiệt tốt hơn, tính thẩm mỹ của nó cũng cao hơn. Đi đến với hệ thống tản nhiệt thì chiếc RX 580 nó được trang bị hai ống đồng dẫn nhiệt từ GPU ra các lá nhôm tản nhiệt. Trong khi đó đối với con GTX 1650 nó chỉ là một cái phần heat sink được áp sát vào GPU mà thôi. Một điểm trừ dành cho cả hai chiếc card đồ họa này đó chính là nó sẽ không có phần baseplate. Tuy nhiên đối với phần bảng mạch thì chiếc RX 580 nó được làm dài hơn, không bị cắt lẹm như là con GTX 1650, nhìn thì có vẻ hơi bị thiếu hụt một chút và không được đẹp mắt như là con RX 580. Qua đây thì các bạn có thể thấy rõ ràng nhất đó chính là về cái mặt thiết kế thì chiếc RX 580 nó hoàn toàn ăn đứt con GTX 1650 phải không nào? Còn về mặt hiệu năng thì ngay trên lý thuyết cả chiếc card đồ họa này nó đều cho thấy những cái sự khác biệt và đối lập nhau hoàn toàn. Tại vì sao mà mình lại nói như thế? Bởi vì Nvidia nền tảng chính của họ đó chính là nền tảng CUDA và kiến trúc là kiến trúc Turing, còn AMD nền tảng của họ đó chính là nền tảng Steam Processor và kiến trúc là Polaris. Về những thông số còn lại như là xung nhịp, điện năng tiêu thụ hay bộ nhớ VRAM, cái chiếc card đồ họa này nó đều cho thấy những cái điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Có những lúc thì RX 580 nó sẽ nhỉnh hơn con GTX 1650, nhưng mà có những lúc thì GTX 1650 nó lại có những cái thông số nhỉnh hơn con Radeon RX 580. Thế nhưng tất cả những điều đó theo mình nghĩ nó chỉ dừng lại ở trên lý thuyết, còn cái hiệu năng thực sự mới là cái mà anh em quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái trải nghiệm của anh em. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài test để xem hai chiếc card đồ họa này nó sẽ thể hiện được cái hiệu năng như thế nào nhé. We'll be right back.
Với 4 tựa game được mình đưa vào để test hiệu năng cho cả hai chiếc VGA bao gồm đấy chính là CS:GO, PUBG, Battlefield 5 và cuối cùng đấy chính là Shadow Tomb Raider, thì cả trong 4 tựa game Radeon RX 580 nó hoàn toàn thể hiện một cái hiệu năng vượt trội hơn so với con GTX 1650. Và với GTX 1650 thì đối với những tựa game như là Shadow Tomb Raider, Battlefield 5 nó sẽ không thể nào chơi được với mức thiết lập đấy chính là max setting được. Còn với Radeon RX 580 nó hoàn toàn có thể chơi một cách mượt mà với tất cả những tựa game đó với mức thiết lập đấy chính là max setting. Và qua đây chúng ta có thể kết luận đấy chính là với cái khả năng chơi game thì Radeon RX 580 nó hoàn toàn ăn đứt con GTX 1650 và GTX 1650 hoàn toàn không có cửa. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, cho tới khi mà mình chuyển qua một cái phần mềm là đồ họa mang tên đó chính là Adobe Premiere, các bạn đã quá quen thuộc rồi phải không nào? Trong quá trình mình render một cái video với độ dài đó chính là 8 phút ở trên độ phân giải Full HD thì đối với con Radeon RX 580 khi mà kết hợp với i3 8100 thì chúng ta sẽ render mất khoảng đó chính là từ 7 cho tới 9 phút. Trong khi đó thì khi mà i3 kết hợp với lại GTX 1650 mình bật được cái tính năng Intel Quick lên thì mình render chỉ mất đó chính là từ 5 cho tới 6 phút mà thôi. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy mặc dù chiếc Radeon RX 580 nó mạnh hơn về cái mặt thông số, chúng ta có một cái hiệu năng chơi game cũng tốt hơn so với con GTX 1650. Thế nhưng cái nền tảng Team Processor của nó lại không được tối ưu hóa tốt bằng nền tảng CUDA đang có trên chiếc GTX 1650. Vậy nên thì AMD họ còn phải liên kết cũng như là họ còn phải tối ưu rất là nhiều nữa để cho cái nền tảng Team Processor của họ được phổ biến cũng như là được tối ưu hóa tốt hơn, đặc biệt là đối với những bộ phần mềm đến từ Adobe. Và để tổng kết lại cái bài so sánh ngày hôm nay thì mình có một cái lưu ý dành cho anh em, đó chính là nếu như các bạn chỉ cần cho mình một chiếc card đồ họa nó để phục vụ với cái nhu cầu chính đó chính là chơi game cũng như làm những cái ứng dụng đồ họa liên quan tới các bạn học xây dựng, thì mình nghĩ chiếc Radeon RX 580 này nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng trong vấn đề khi mà chơi game cũng như làm những cái ứng dụng đồ họa ấy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với con GTX 1650. Và ngoài ra thì nó cũng có một cái thiết kế đẹp hơn, mức giá tiền để anh em sở hữu RX 580 nó cũng dễ chịu hơn rất là nhiều so với lại GTX 1650. Thế nhưng mà các bạn lại muốn có cho mình một chiếc card đồ họa nó có thể tương thích với hầu hết tất cả những cái ứng dụng làm đồ họa ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt đó chính là bộ phần mềm đến từ Adobe, thì mình nghĩ chiếc GTX 1650 này nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng tương thích tốt hơn so với con Radeon RX 580. Và trên đây là cái video so sánh của mình về Radeon RX 580 cũng như là GTX 1650 mới được NVIDIA cho ra mắt trong cái thời gian gần đây. Hy vọng sau video ngày hôm nay thì các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cái mặt hiệu năng giữa hai chiếc card đồ họa này, cũng như là các bạn đã tìm được cho mình chiếc card đồ họa nó phù hợp với cái nhu cầu mà anh em đang đi tìm kiếm. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube Alphat Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.